Hello anh em, lời nói đầu tiên Hiệp Trương xin chúc tất cả anh em ha vạn sự như ý và thành công trong công việc. Hôm nay ngày 27 tháng 9 năm 2019 anh em, em xin có mắt giới thiệu với anh em ba phôi mai vàng, trong đó có phôi số 1 là sù chảy thăng trực ta cần đẹp nhanh chơi anh em. Phôi số 2 là thăng lắc dặn đẹp tay cần đẹp nha anh em. Phôi số 3 là lùng lực chốt đọt búp măng. Ba phôi này phôi hot trên thị trường nha anh em. Phôi số 1 là sù chảy nè, nước sù mạnh nha anh em. Nước sù mạnh nha. Sù là sù, không là không nha anh em. Mà sù có 30-40% ha. Hết phòng cây cho anh em nha. Phôi số 2 là thăng lắc dặn ha. Nó dáng hơi thú nhẹ nha anh em. Hơi nhẹ thôi ha, chứ phải là gặt ghi thú. Nhưng mà thăng rất lực nha anh em. Cái phôi mà nuôi cây nó thành cây nó đẹp lắm, phẩm nó đẹp lắm. Phôi số 3 là lùng lực chốt một búp măng, mẫu này mẫu hot nha anh em. Nói chung ba phôi bữa nay ngày 27 là khá không nha anh em. Phôi số 1 nè, sù chảy thăng trực quân tử ta cành đẹp nhanh chơi ha. Phôi số 2 nè, thằng lắc dằn dặn ta cành đẹp nha anh em. Phôi số 3 lùng lực bước đồ búp măng. Rồi em quay chi tiết cho anh em luôn ha. Cái này nhìn ngoài xù nhiều lắm nha anh em. Xù thường bóp thắt đế với bóp hậu, mà xù này có đế luôn nha, có đế cũ đẹp luôn. Rồi cây số 2 nè, thăng gắt lực nha anh em, đế 24 giờ, thăng lắc dặn nè, thăng dằn đẹp ha. Phôi số 3 này phôm trực chốt đỏ búp măng nha anh em, để 24 giờ ha. Đứng lưng luôn nha. Sợ nó đẩy mà nghe thấy ông chứ không phải sợ đẩy nó nhà. Xù mà có đế có củ đẹp luôn nha anh em. Phôi số 2 này rất lực ha, nhìn trong hình thấy nó lực nha, mà nhìn ngoài nó bự lắm nha anh em. Phôm cái này nuôi rất đạt tương lai nha anh em. Anh em có yêu quý Hiệp Trương thì bấm cái đăng ký kênh nha. Anh em đón nhận những video mới thì nói là mời với em luôn. Rồi cây số 1 Quỳnh Thăng 38, cao 86, Quỳnh để tổng 90, giá 4,8 triệu. Phôi số 1 Quỳnh Thăng 38, cao 86, Quỳnh để tổng 90, giá 4,8 triệu nha anh em. 4,8 triệu. Cây số 1 nước sù nè. Cây số 2 Quỳnh Thăng 40, cao 65, Quỳnh để tổng 100, giá 4,7 triệu. Cây này nó khéo lắm nha anh em, khéo thiệt. Hai nhìn cái cây nó lực nè, cây cái lực, cái phom cây nó lực nè anh em. Làm cây rồi nó lên cây nó lực, cây nhìn mới phơi ha. Cây số 2 Quỳnh Thăng 40, cao 65, Quỳnh để tổng 100, giá 4,7 triệu nha. Ở đây em đâu Quỳnh là đâu nghe eo không nha anh em. Cây số 3 lùng lực chốt đọt búp măng, phôm là phôm hot ha, dễ bẻ sữa, dễ chơi luôn, giá cũng mềm luôn. Phôi số 3 Quỳnh Thăng 33, Quỳnh cao 36, Quỳnh đế tổng 120, giá Quỳnh đế tổng 120, giá nó là 2,6 triệu nha anh em. Phôi số 3 giá 2,6 triệu nha. Phôi số 3 là Quỳnh Thăng 33, cao 36, Quỳnh để tổng 120, giá nó 2,6 triệu nha anh em. 2,6 triệu. Rồi anh em có quý Hiệp Trương thì bấm cái đăng ký kênh nha anh em, để anh em đón nhận những video mới nha. Cái đó là mời em luôn. Rồi hẹn anh em cái clip sau ha.